Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2022, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 45 ca dương tính mới, đều là ca cộng đồng. Cụ thể, huyện Mỏ Cày Bắc 25 ca, huyện Bình Đại 8 ca, huyện Mỏ Cày Nam 5 ca, huyện Dòng Trơm 2 ca, thành phố Bến Tre 2 ca, huyện Châu Lách 2 ca, huyện Châu Thành 1 ca. Tổng số ca dương tính cộng dồn 42.144 ca, cộng dồn số F0 kết thúc điều trị 39.690 ca. Trong ngày, Bến Tre ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 tử dông, cộng dồn số ca tử dông 383 ca. Toàn tỉnh có 3.511 trường hợp đang cách ly, trong đó có 3.510 trường hợp cách ly y tế tại nhà nơi cư trú, 1 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế.